Rồi, nhà vườn Văn Vi xin chào quý bà con, mình trở lại với kênh Lê Nguyễn Hòa Kiển nha. Thì hôm nay nhà vườn Văn Vi em tiếp tục lên giao lưu cùng cô chú anh chị mình một số mặt hàng cây giống thường chậu kháng khỏe để giao lưu cùng cô chú anh chị gần xa mình ha. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu đặt hàng bên em thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em là 0907 827 392, còn địa chỉ nhà vườn của em là 33 Khánh Mỹ A, Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp ha. Thì cô chú anh chị mình xem video thì nhớ ủng hộ kênh Lê Nguyễn Hòa Kiển một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình vào video luôn cô chú anh chị mình ơi. Thì đầu tiên đây là một cây phụ hoàng lửa nha. Thì cái dòng phụ hoàng lửa này cũng không còn xa lạ gì đến cô chú anh chị mình ha. Thì phụ hoàng lửa bên em thì hàng thường chậu 100%, thì cây cao 70, hàng trồng chậu từ nhỏ tới lớn ha. Cây ship đi là không có bị xuống lá, không có bị hư rễ gì hết nha cô chú anh chị mình. Đó, là hoàn toàn là thường chậu từ nhỏ tới lớn. Đó, trồng chậu từ bé tới lớn luôn nha. Đó, không phải là ngoài đất bướng vô. Nên cây đi sẽ không bị xuống lá và không bị hư hoa nha cô chú anh chị mình. Đó. Thì cái này thì em giao lưu đến cô chú anh chị mình đến tận nhà luôn, thì mà bao ship luôn ha. Thì mỗi đơn hàng từ 150.000 em sẽ bao ship. Thì cây này là 400.000. Đó, là em giao lưu đến cô chú anh chị mình, giá là bao ship. Đặc biệt là hàng thân chậu 100% nha. Đó. Hàng thân chậu từ nhỏ tới lớn nên về là không có bị cây xuống lá, không có mất sức luôn. Cao là 70. Đó. Ngang trên này là 40 nè, nếu mà đổi tới đây là ngang 60. Ha. Thì gốc cỡ tầm quanh 4 nha cô chú anh chị mình. Quanh 4 gữ đó, gần 5. Thì cái này là cô chú anh chị mình chuẩn bị hoa chơi Tết là mình nên lấy sở hữu những cái cây này. Tại vì là mình không có tốn cái thời gian để mình thuần cái cây lại ha. Tại vì nó là chậu 100%, mình không có tốn thời gian để thuần lại. Mình về là mình chỉ sang chậu qua bình thường mình chơi. Nó không có bị mất sức cái cây luôn. Đó. Cây về vẫn khỏe như ở vườn đây, bình thường. Đó. 400.000 cho mã L1 nha cô chú anh chị mình. Tiếp đó là mã L2 là mỹ tím. Những cái mặt hàng này em cũng thường chậu từ 5 đến 10 ngày hết cho cô chú anh chị mình rồi, nên cô chú anh chị mình mua chơi thì cứ về thoải mái ha, trồng cây nó đã khỏe rồi. Đó. Thì đây hai cây mỹ tím mã L2, thì cây này cao 1m, cây này là cao 90. Hai cây em giao lưu đến cô chú anh chị mình chỉ giá chỉ có 250.000 cho hai cây mỹ tím đang nụ rất là nhiều. Nên thì vào mùa mưa thì hoa nó dễ bị úng nha cô chú anh chị mình. Đó, về hoa nó ứ nước lại dưới cuốn á, cuốn nụ á. Nên nó dễ bị úng hoa, nó dễ bị hư. Nên mùa mưa thì mình muốn chơi hoa mùa mưa, nếu ra hoa mùa mưa thì mình nên cắt bỏ đi cho nó ra hoa mới. Rồi mã L2 250.000. Đúng rồi, thì L3. Thì ở đây em không có, em quá nhiều, em không có thời gian nên không có cắt lại lên, thì cây có hoa cho cô chú anh chị mình vừa chọn về chơi. Chẳng hạn như đây là cây hường kép, cây này thì cao 55. Đó. Cây hường cánh kép ha. Thì mã L3 giá cũng chỉ có 150.000 để giao lưu đến cô chú anh chị mình. Đó, tờ mỗi đơn hàng 150.000 là em sẽ đi bao ship luôn. Đó, nên cô chú anh chị mình thoải mái lựa chọn ha. Tiếp đến là mã L4, một cây mỹ vàng sọc. Hàng bên đây là thần chậu 100%. Đó. Cây nào mà bứng ra ở ngoài vườn bứng vô á, thì em cũng thường chậu từ 5 đến 10 ngày em mới ship cho cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình yên tâm. Thì cao là 80, em bóng bứng cái bầu bự so với cái cây. Đó, mỹ vàng sọc, thì cây này cũng đang búp nụ rồi nha cô chú anh chị mình, đang búp nụ rồi. Đó, những cái này thì đã có qua một đợt hoa chuẩn rồi. Đó. Thì cây này thì giao lưu đến cô chú anh chị mình mã L4 chỉ có 200.000 nha. 200.000 cho cây mỹ vàng sọc. Tuyệt vời. Mỹ vàng sọc 200.000 mã L4. Tiếp đến là mã L5, hai cây phụng hoàng lửa nhỏ nhỏ, có chút nhiều người thích cây nhỏ thì cứ siêu tầm. Đó. Cao là 60 hơn nữa nha cô chú anh chị mình. Thì một cặp như vậy em giao lưu đến của chú anh chị mình chỉ có 150.000 thôi nha. 150.000 cho mã L6. L6 đúng không ta? Mã L5, em xin lỗi. Mã L5. Hoa phụng lửa rất là đẹp. Mã L5. Đó. 150.000. Tiếp đến sẽ là mã L6 và ba cây hộp sọc. Đây, ba cây hộp sọc rất là tuyệt vời. Thì chiều cao tổng thể của những cái cây hộp sọc này thì trung bình nó là ba cây này thì từ 70 đổ lên ha. 70 đến 90 cho ba cây này. 80-90 thì hoành cũng 4-5-6 luôn. Thì giao lưu đến cô chú nhà mình 250.000 cho mã L6. Đó là 3 cây hường sọc 4 mặt hoa nha. Hoành có cây hoành bự nè. Hoành 4-5-6. Đó. Rất là đẹp. Nét luôn.
giao lưu chỉ có 250.000 cho mã L6 này nha cô chú tìm mình đây. Tiếp đến sẽ là mã L7, hai cây hường cánh kép ha, cô lộn, hai cây đỏ nhung cẩm thạch, em xin lỗi, hai cây đỏ nhung cẩm thạch, la cẩm thạch cao là 40 hơn, cây này 45 nè, cây này 40 hơn. Thì hai cây này mã L8 giao lưu đến cô chú cho mình chỉ có 200.000 nha, 200.000 thôi nha cô chú cho mình, chỉ 200.000 mình sở hữu hai cây đó, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn, mã L8 ha. Tiếp đến là mã L9 là một cây mỹ trắng đó, đang bông thì đó, đây là dưới do trời mưa nè, mưa là nó cây nước mưa nó ứ lại cái cuốn, thì cây này cao gần 70 sông lâm thôi đó, một cốt đẹp luôn nha. Thì cây này mã L9 thì giao lưu đến cô chú anh chị mình chỉ có 150.000, 150.000 mình sẽ sở hữu được cây mỹ trắng như thế này. Tiếp theo là mã 10 thì này thì em còn một cây, một cây này thì em giao lưu đến cô chú anh chị mình một cây này với cây này đi, quận Long Châu đi. Rồi hai cây này thì em giao lưu cho cô chú anh chị mình 250.000 thôi nha. À, cây phụng Long Cam và cây phụng Long Châu đó, rất là đẹp. Thì cây phụng Long Châu này thì cao từ gần 30-25, còn cây phụng Hoàng Cam là cao 70 hơn đó, giá chỉ có 250.000 cho mã L10, mã L10 nha cô chú anh chị mình đây. Đây tiếp đến là hai cây ổ lộn, một cây vàng sập đời đầu, nó có cái nạn thun nạn ná đó, thì cao là 70, thì ai nhanh tay sở hữu dùm em cây này để về sau này có cho con nhỏ chơi thì cũng được ha. Ok tuyệt vời, thì cây này vẫn còn đang lên nụ nha, ở hai nụ luôn, chuẩn hết rồi. Thì giao lưu đến của chúng chị mình một cây này chỉ có 200.000, khuyến mãi giao lưu luôn 200.000 cho mã L11 nha, mã L11 chỉ có 200.000. Tiếp đến lên cặp phụng hoàng cam vừa chơi vừa sức luôn, nên là L12 tuyệt vời mặt trời nha. Đó. Thì cây cao 60. 60. À, 60 cây này gần 60, cây này 60. Rồi hai cây này thì giao lưu đến cô chú chị mình chỉ có 200.000. Mã L12 200.000 nha cô chú mình, 200.000 mình sở hữu. Đó. Rất là tuyệt vời, 200.000 thôi mình sở hữu được một cặp phụng hoàng cam cao to khỏe đẹp luôn. Rồi ok, mã L12 ha. Tiếp đến xem mã L13, đó là đây, cây giới thiệu lại cây phụ hoàng lửa, tiếp tục thêm một cây phụ hoàng lửa nữa nha. Cây này đẹp bự, cao to cực lớn, đặc biệt cái dòng này là hừng chậu 100% từ nhỏ tới lớn. Anh cô chú chị mình mua cây bên này về thì khỏi sợ lo ha, không có lo là bị xuống cây, cao là 80, không có sợ nó xuống cây hay là xuống lá gì hết, hoàn toàn thoải mái, cái ngang là 50, toàn bộ là trại nằm chậu từ nhỏ tới lớn luôn. À, nếu mà chơi mua mấy cây này về chơi Tết thì nên chọn những cái cây hàng thường chậu 100% như thế này, về không phải nuôi, cây này quanh năm nó vẫn là 400.000, không cần phải nuôi nắng đồ lại hay gì hết, về là sang chậu là chơi thôi. À, về để cho nó ổn định lại tầm 3 ngày là mình thay chậu rồi chơi thoải mái ha. Mã L13 phụng hoàng lửa, hoa đỏ rực rỡ rất là đẹp nha, cái cánh nó xoáy rất là đẹp. À, giá chỉ có 400.000 thôi chú mình, nhanh tay sở hữu dùm em nha. Những cái cây này là hàng thường chậu 100%, cô chú anh chị mình nên để ý nha. Cái nào hay tiếp đến mã L14, một cây đỏ cánh kép, đỏ ngọc châu, một hàng cũng một cốt lùng, cây này cao là 45, nó hàng một cốt lùng, giao lưu đến cô chú anh chị mình 250.000 thôi nha, 250.000 là mình sẽ sở hữu được cây đá cây này. Đó. Tiếp đến sẽ lên combo 3 cây. Đây, 3 cây mỹ tím. Và cây này cây vàng sọc đột xanh, quá tuyệt vời. Ủa, hương sọc hay vàng sọc đột xanh ta? Cây này cây hương sọc hay cái vàng sọc đột xanh, để em coi lại của chúng mình. Hôm giờ để trong mát cái đọt nó xanh chành. Thôi, để em lấy cây vàng sọc lên đi cho chắc ha. Lại lấy cây hương sọc khác. Đó. Đây, cái dạng sọc đột xanh. Và một cây hồn sọc. 3 cây.
bông ha. À, này là dòng như tuấn sơ cơ đó, còn gọi là vàng sọc tuấn sơ cơ, nhưng mà giờ gom chung là kêu vàng sọc đột xanh thôi. Ok, vàng sọc đột xanh thì cao 60, cây hồ sọc thì cao 70, gần 70 thì 60 đổ lên, cây này 90, mỹ tím. Rồi ba cây này giao lưu đến của chú mình 250.000 nha. Ba cây mỹ tím, vàng sọc đột xanh, hoành 456 luôn, rất là tuyệt vời. Mỹ tím, vàng sọc đột xanh và hường sọc bốn mặt hoa, mạnh 15. Thì tên sẽ lên một cây mã cuối video, mã cây vừa vừa chơi nhiều cây luôn, đó là đây một cây nhung cẩm thạch, một cây phụng long châu nhỏ xinh xinh, một cây vàng son Cần Thơ, tất cả đều là hương châu chầm chầm, và một cây phụng hoàng lửa, một cây phụng hoàng cam. Đó, combo 5 cây phụng hoàng cam, phụng long châu, phụng hoàng lửa, đỡ nhung cẩm thạch, và cây vàng son Cần Thơ. Đó, cây phụng cam này thì cái nụ nó bị ướt nước nên nó rụng rồi đó. Rồi 5 cây thì đo chiều cao cho cô chú chị mình, mà cuối cùng cây cao nhất là 60, cây vàng son Cần Thơ, cây phụng hoàng lửa 50, cây đỏ nhung cẩm thạch thì 40, cây phụng hoàng cam này cũng 40, cây phụng long châu này là 30. Rồi nguyên combo này thì giao lưu đến cô chú anh chị mình là 250.000 cho 5 cây này luôn, nó khuyến mãi combo cuối cùng 250.000. thì video đến đây em cũng xin tạm dừng nha cô chú anh chị mình. Thì cảm ơn cô chú anh chị mình thời gian hôm qua đã theo dõi và ủng hộ nhà vườn cũng như là kênh Liên Nguyễn Hoa Kiển. Thì cô chú anh chị mình xem video thì nhớ có yêu thích mã số nào thì cứ liên hệ để giao lưu cùng nhà vườn ha. Thì cô chú anh chị mình xem video nhớ ủng hộ kênh Liên Nguyễn Hoa Kiển một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ. Chúc cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe để đồng hành cùng nhà vườn cũng như là Liên Nguyễn Hoa Kiển nha. Em xin chào và hẹn gặp lại.